giải đáp tất cả các thắc mắc về collagen. Collagen nó có tác dụng gì, dùng sản phẩm nào thì hiệu quả, hay là bị nám tàn nhang thì có sử dụng collagen hay không? Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và số điện thoại của mình là 0985 38298. Hôm nay thì mình sẽ giải đáp mọi tất cả các thắc mắc của các bạn về cái sản phẩm collagen. Collagen thì mọi người biết là nó cực kỳ là quan trọng với cơ thể của chúng ta rồi đúng không ạ? Nó là một cái dạng protein mà chiếm tận 1 phần 3 trong cơ thể của chúng ta rồi. Đó, tổng lượng của nó là chiếm tới 25% cơ, nên là nó cực kỳ là quan trọng. Và đặc biệt là sau độ tuổi 25 đó thì cơ thể của chúng ta nó không tự sản sinh ra collagen nữa rồi, mà chúng ta là ngày một bị tiêu hao collagen đi. Như vậy là bổ sung collagen là một điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì collagen thì hiện nay thì có rất là nhiều các loại collagen trên thị trường đúng không ạ? Có rất là nhiều. Và collagen nó có rất là nhiều dạng, dạng bột này, dạng viên uống này, viên nén này, dạng bột, dạng viên nén, dạng nước và dạng bôi. Đó, ngoài ra thì nó có thêm dạng thạch. Tuy nhiên thì dạng thạch thì chúng ta sẽ thấy là nó ít thấy và ít sử dụng đúng không ạ? Thì đối với mỗi một sản phẩm thì nó đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Và hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người toàn bộ cái thắc mắc về những cái vấn đề xoay quanh collagen. Collagen thì mọi người thấy rồi, nó thực sự là quan trọng. Da dẻ chúng ta nó được có được căng bóng hay không? Có được dẻo, có được đàn hồi tốt hay không? Cơ thể chúng ta nó có được dẻo dai, xương khớp có được chắc khỏe hay không? Mô sụn nó có được gọi là chắc hay không thì nó đều phụ thuộc vào thành phần collagen. Thực sự là collagen nó quan trọng đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn thấy là nhiều bạn hiểu sai về collagen. Đó, có những chị em mà đang bị nám rất là nhiều, hoặc là sau sinh mà nội tiết đang bị thiếu rất là nhiều, thì các bạn lại hỏi mình là sử dụng collagen thì nó có cải thiện được hay không, và collagen thì nó có hết nám hay không. Thì mình xin trả lời với các bạn là collagen nó chỉ là một dạng collagen thôi, trong khi là nếu mà các bạn bị lên nám thì nó nhiều khi là nó xuất phát từ hai yếu tố cơ. Ví dụ như là từ bên ngoài ánh nắng trực tiếp vào. Cái thứ hai nữa là các bạn thấy là nó từ nội tiết ở bên trong. Đó, các bạn phải trung hòa được hai cái vấn đề đấy thì các bạn sẽ trị nám tàn nhang tốt thôi. Và collagen thì các bạn thấy là nó bổ sung như vậy, nó chỉ có thành phần collagen thôi. Nó giúp cho da da căng bóng hơn, mềm mịn hơn, xương khớp chắc khỏe hơn, dẻo dai hơn. Đó, rồi là đàn hồi tốt hơn. Đó, và nó cải thiện được một phần nào đó về cái phần phẩm nám tàn nhang thôi. Chứ nếu mà chị em mà đang bị nám tàn nhang thì mình khuyên các bạn là nên bổ sung những loại dạng nội tiết. Viên uống nội tiết là thế nào? Nó chiết xuất từ từ nhiều các loại dạng có rất là nhiều các loại vitamin đúng không? Vitamin E, vitamin C, đó rồi là collagen, rồi là các một số các thành phần mà nó có chức năng điều hòa nội tiết cho chị em thì nó mới bổ sung tổng hợp được, nó mới làm cho chị em là tăng cường nội tiết mà hết nám tàn nhang được. Chứ còn nếu mà mình collagen thì nó sẽ làm cho chị em là không thể mà đang bị nám rất là nặng mà cần đặc trị, mà các chị em không thể dùng collagen mà hết được đâu. Nên là với những chị em mà muốn bổ sung collagen để mà đỡ bị lão hóa da, da căng bóng mềm mịn, xương khớp dẻo dai thì các chị em nên bổ sung. Và đặc biệt là mình khuyên các bạn là sau độ tuổi 25 thì chị em nên bổ sung hàng năm một hai liệu trình, là sẽ là tùy vào thuộc vào cái mức độ mà nhu cầu của mỗi người khác nhau nhé. Thì trong video ngắn này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dạng của collagen, ví dụ như là dạng viên nén này, dạng bột, dạng kem, dạng thoa, tức là dạng bôi bên ngoài, và dạng nước. Đó thì đây là bốn loại mà các chị em sẽ thấy là thường gặp nhất. Đối với dạng viên nén thì chị em không 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 quá là xa lạ gì rồi, bởi vì dạng viên nén nó rất là nhiều. Dạng này thì mọi người sẽ thấy là cái giá thành thì so với những cái loại dạng khác thì nó thấp hơn, và đặc biệt là chúng ta sẽ rất là thấy dễ sử dụng thôi. Các bạn chỉ cần uống cho mình vào cái là xong, không cần phải ấy gì. Nó rất là dễ đúng không? Dạng uống thì nó rất là dễ đúng không? Dạng uống thì so với những cái dạng khác thì mọi người sẽ thấy là do với dạng bột hoặc là cái dạng dạng nước thì bao giờ nó cũng sẽ là khó hấp thụ hơn. Tuy nhiên thì xét về mặt bằng chung tức là nó khó hấp thụ hơn. Tuy nhiên thì nếu mà tùy vào cái mỗi cái thành phần của cái sản phẩm nó chiết xuất từ đâu thì nó sẽ quy định cái độ hấp thụ đấy. Ví dụ như đối với cái loại dạng collagen của Mỹ mình cầm trên tay này thì nó là chiết xuất từ trái cây, và trong này nó có thành phần vitamin C. Vitamin C thì khi mà chúng ta bổ sung với collagen thì các bạn sẽ thấy là nó hấp thụ tốt đúng không ạ? Nó sẽ hấp thụ tốt. Đặc biệt là nó cũng chiết xuất từ fish collagen, đó tức là cá đấy, chiết xuất từ cá. Trong này nó có thành phần cộng thêm thành phần biotin nữa. Đây là nó sẽ giúp cho da chúng ta nó sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, và tiếp theo đó là dạng bôi. Dạng bôi thì mọi người sẽ thấy là nó giá thành nó không có quá là cao đó, so với dạng nước hoặc là dạng bột thì mọi người thấy là dạng bôi thì giá thành nó bình thường thôi.
Dạng bôi thì mọi người sẽ thấy là nó rất là dễ sử dụng thôi. Khi mà chúng ta dễ sử dụng và ưu điểm của nó, tức là nó đánh vào những cái phần mà chúng ta đang cần, trực tiếp lên cái phần mà chúng ta cần muốn đẹp. Ví dụ như da của ta nó đang bị sạm, nó đang bị nhăn nheo, thì chúng ta bôi vào, thoa vào chỉ cần qua 1-2 đêm thôi, các bạn sẽ thấy là cái da của ta nó căng bóng hẳn lên rồi. Là đối với dạng bôi thì nó tác dụng là nhanh đó, và trực tiếp vào cái vùng da mà chúng ta cần điều trị thì nó sẽ rất là phục hồi rất là tốt, đúng không? Tuy nhiên thì mọi người sẽ thấy là cái da của mình thì nó được cấu tạo bởi nhiều lớp, đúng không ạ? Trong đó thì mọi người sẽ thấy là lớp biểu bì. Đấy, lớp biểu bì là lớp ở trên, bao gồm là mọi người sẽ thấy là nó có sừng, chất nhờn các thứ, là nó sẽ là lớp biểu bì, đúng không ạ? Đó, lớp biểu bì thì từ cái lớp biểu bì thì nó sẽ còn nhiều các lớp khác nữa. Tiếp theo, đấy là lớp trung bì, và tiếp theo sâu nữa đó là lớp hạ bì. Thì riêng một cái lớp biểu bì ở bên ngoài là nó đã có rất là chia ra rất là nhiều lớp rồi, đúng không ạ? Lớp sừng rồi lớp mà mô các thứ là nó cũng rất là nhiều lớp rồi. Mà đến được tận lớp hạ bì của da thì nó làm sao ạ? Rất là sâu và rất là lâu đó. Và đối với những cái dạng bôi thì nó chỉ có ở trên mặt lớp biểu bì của da thôi, nó không thể mà nào mà xuống được tận qua lớp hạ bì, qua những cái lớp khác để mà xuống tận lớp hạ bì. Do vậy mà cái cách tốt mà để mà có cái hiệu quả lâu dài đó là chúng ta phải uống từ bên trong, bổ sung từ bên trong thì cái da của ta nó mới đẹp từ bên trong được, đúng không? Sau cái đó thì cái đối với dạng collagen, dạng collagen dạng bôi thì nó có ưu điểm nhược điểm như vậy đó. Nhược điểm là khi mà chúng ta nó chỉ có lớp ở bên trên thôi, còn ở xuống dưới lớp cuối cùng của da, lớp hạ bì thì nó lại không có xuống được tới nơi. Đâm ra là khi mà chúng ta ngưng sử dụng thì nó lại dần dần trở về như ban đầu rồi, nhanh nhưng mà nó không được lâu nha mọi người. Đó là cái ưu điểm nhược điểm có đối với những dạng bôi đó. Tiếp theo là đối với cái dạng bột. Dạng bột thì mọi người sẽ thấy là cái dạng bột ấy, collagen thì hiện tại trên tay mình nó là collagen Bina, collagen Bina này, chiết xuất từ phít collagen, và collagen và dạng collagen bôn, đây collagen của Hàn Quốc đấy. Cái dạng collagen này cũng là của cũng là dạng bột và cũng chiết xuất từ cá luôn đó. Dạng collagen bột, collagen từ cá nó là một trong những cái loại mà cao cấp nhất rồi đấy. Bona mọi người nhá, collagen Bona thì các bạn sẽ thấy là collagen Lemona, Lemona và collagen Bina của Việt Nam và collagen Lemona của Hàn Quốc. Đấy, cái tên nó hơi khó trùng một tí mà mọi người thông cảm. Thì đối với cái dòng mà xe collagen của Hàn Quốc thì nó sẽ là, mọi người sẽ thấy là nó cũng là dạng bột và nó là 60 gói nha mọi người, 60 gói. Đây trong này sẽ là 60 gói. Đấy, và mỗi ngày các bạn chỉ cần sử dụng 2 gói thôi là các bạn sử dụng được trong vòng là 1 tháng rồi nha mọi người. Đó. Cái liều lượng collagen thì trung bình thì chúng ta chỉ cần là tùy vào cái độ tuổi khác nhau thì chúng ta có cái liều lượng sẽ bổ sung khác nhau. Ví dụ lâu nay các bạn mà chưa bổ sung collagen thì các bạn tăng thêm một chút, hoặc là những bạn mà lâu nay đã bổ sung rồi thì chúng ta có thể giảm đi. Đấy, và cơ thể chúng ta nó không hấp thụ được hết đâu, nên là cứ không phải là uống để mà nó nhanh hiệu quả mà các bạn dùng nhiều đâu. Nó cơ thể chúng ta nó chỉ hấp thụ được một lượng thôi nha mọi người. Đây, đây là cái dạng collagen dạng bột. Cái dạng bột là có cái ưu điểm là sao? Cái độ hấp thụ của nó cũng rất là cao, và nó gần như là cái độ độ hấp thụ của nó gần như là tương gần như là đối gần như là dạng nước rồi. Đấy, gần như là dạng nước rồi. Và dạng bột thì cái ưu điểm của nó thì là mọi người thấy là nó hấp thụ cũng khá là nhanh, và tuy nhiên ưu điểm của nó hay nữa là nó rẻ hơn so với cái dạng nước rất là nhiều, mà cái độ hấp thụ của nó cũng rất là khá là cao. Nên là mình khuyên các bạn, nếu mà bạn nào mà có một cái tài chính nó tài chính mà nó vừa khá khá thôi thì các bạn dùng dạng bột cũng khá là ok. Còn bạn nào mà tài chính tốt thì các bạn có thể sử dụng collagen dạng nước cho mình, bởi vì dòng nước nó là dạng cao cấp nhất và đắt nhất nha mọi người. Đấy. Còn đối với dạng collagen dạng viên nén thì nó rẻ hơn so với hai loại kia, nếu mà so cái thời gian sử dụng cũng như là liều lượng các thứ thì nó sẽ rẻ hơn, và cái độ hấp thụ của nó thì tương đương là các bạn sẽ thấy là nó chậm hơn. Đấy, nó chậm hơn nhưng mà không phải là không có hiệu quả nha mọi người. Nó sẽ tùy vào cái loại mà các bạn lựa chọn. Đấy, có những cái loại thì nó lâu nhưng mà có cái loại thì ví dụ như là nó nhanh hơn rất là nhiều, tùy vào cái thành phần mà nó chiết xuất ra để nó tạo ra được cái collagen đấy nữa cơ. Đấy.
Collagen dạng bột thì cái nhược điểm, ưu điểm của nó là giá thành thấp hơn so với dạng nước, mà cái độ hấp thụ của nó khá khá cao. Và đặc biệt là nó là cái dạng gọi là cái dạng bột này thì các bạn thấy là nó cũng giá thành nó cũng thấp đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm, đó là nhiều khi là các bạn sẽ thấy là ngại trong cái câu là chúng ta lại phải đi pha. Tuy nhiên thì pha như thế này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần lấy một cốc nước sau đó là hòa tan như thế này. Tuy nhiên thì đây cũng sẽ là một cái nhược điểm của cái sản phẩm mà collagen dạng bột nha mọi người. Đó, collagen dạng bột thì mọi người sẽ thấy là nó còn tùy vào cái nơi sản xuất hoặc sản phẩm các bạn lựa chọn. Thì mình thường lựa chọn những cái sản phẩm mà nó dễ sử dụng. Nó dễ sử dụng, đó, nó dễ sử dụng. Và dễ sử dụng thường thường là nó sẽ có thêm cái thành phần hoa quả hoặc là vitamin C. Thì nó sẽ hấp thụ tốt và nó sẽ dễ uống nha mọi người. Đấy, các bạn chỉ cần sử dụng mỗi một buổi như vậy là các bạn dùng ok. Có rất là nhiều khách hàng sử dụng collagen của bên mình xong là các bạn sẽ phản hồi rất là tốt. Da căng bóng này, bóng loãng luôn mọi người. Đấy, giống hệt như da Hàn Quốc luôn mọi người. Mình biết, bây giờ mình thấy là cái da của họ căng bóng là người ta dùng collagen bên ngoài, bên trong người ta sử dụng triệt để luôn đấy mọi người. Tiếp theo là một dạng cao cấp nhất, đó là dạng collagen dạng nước nha mọi người. Collagen dạng nước thì đối với cái loại dòng mà collagen Shiseido của Nhật thì mọi người không quá xa lạ rồi. Và cái dòng này thì mình cũng đang sử dụng luôn nha mọi người. Hộp này sẽ là hộp thứ 3 trong năm nay rồi. Trong năm nay thì mình cũng chỉ bổ sung 3 hộp là hết một liệu trình của mình thôi. Và mình cũng sẽ không dùng collagen nữa. Đó, và cái này sẽ là tùy vào các bạn thôi. Nếu mà có điều kiện thì các bạn cũng dùng thêm cũng được. Còn không thì các bạn một năm các bạn bổ sung 1-2 lần là ok nhá. Nếu mà chưa có vấn đề gì nhiều thì các bạn bổ sung một lần cũng được thôi. Collagen dạng nước thì các bạn thấy là đây là cái loại dạng cao cấp nhất. Bởi vì sao? Nó hấp thụ tốt nhất luôn. Cơ thể của ta các bạn sẽ thấy là nó hấp thụ cực kỳ là tuyệt vời. Đối với dạng collagen dạng nước thì hầu như các bạn sẽ thấy là nó để bảo quản tốt thì bao giờ nó cũng đóng trong những cái chai lọ thủy tinh để mà bảo quản tốt đúng không ạ? Bảo quản tốt thì cái chính vì cái đặc điểm này mà nó lại thành ra một cái nhược điểm của collagen dạng nước, đó là nó khá là nặng và mang theo thì chúng ta thấy là nó hơi bất tiện đúng không ạ? Hơi bất tiện đó. Vận chuyển cũng khá là cồng kềnh so với những cái dạng khác, bởi vì nó là dạng nước nên là nó vừa nặng vừa khó đúng không ạ? Nhưng mà cái ưu điểm của nó lại rất là vượt trội, đó là hấp thụ rất là tốt. Đặc biệt là đối với cái loại này thì nó có một cái nhược điểm nữa. Nếu mà bạn nào mà có tài chính thì không sao, nhưng mà nó là một cái nhược điểm của rất là nhiều các chị em muốn sử dụng mà chúng ta gọi là hết tiền, thì cái này nó là chi phí nó khá là cao. Riêng một lọ collagen của Nhật mà nó chỉ có 10 lọ, dùng trong vòng 10 ngày như thế này thôi, trung bình là hơn 600.000 mà chúng ta dùng được 10 ngày. Tức là mỗi ngày chúng ta phải bỏ ra tận là hơn 60.000 để mà uống một cái chai collagen của Nhật như thế này. Đó, thì đó là những cái chia sẻ của mình về những cái sản phẩm collagen. Mình khuyên các bạn là dù làm chọn loại nào đi nữa, dạng nào đi nữa, thì mình cũng khuyên các bạn là sau độ tuổi 20 thì chúng ta nên chú ý vào sức khỏe của mình. Sức khỏe, sắc đẹp là quan trọng nhất, nên là chị em cố bổ sung collagen vào nhá. Đã bị nám tàn nhang rồi thì lúc đấy là mình bắt đầu tìm phương pháp thì rất là lâu, hoặc là da rẻ nó bị lão hóa rất là nhiều rồi, rồi khô sạm rất là nhiều, chân tay đứt rất là nhiều, đó là do các bạn thiếu collagen thôi. Nên là các bạn phải bổ sung đi. Còn dùng những cái loại khác để chữa nám tàn nhang thì cái đấy thì mình sẽ tư vấn cho bạn sau. Còn hôm nay thì mình chỉ review những cái sản phẩm collagen đến đây thôi. Nếu mà các bạn còn thắc mắc thì hãy liên hệ với mình hoặc là inbox cho mình nhá. Ok, xin chào cả nhà.